Chiều nay, đoàn công tác tỉnh ủy Bình Dương do Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Văn Minh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Di An về kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình số 128 của Ban Thường vụ tỉnh ủy và tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm từ đầu năm đến nay. Về tình hình chuẩn bị năm học mới 2023-2024, đến nay tổng số học sinh các cấp trên địa bàn thành phố Di An dự kiến tăng khoảng 2.160 học sinh. Địa phương đã thực hiện tốt các khâu, các bước cũng như công tác tuyển dụng bổ sung giáo viên, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đảm bảo đủ phòng học cho học sinh các lớp ở các khối học. Riêng công tác cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân, đến nay Di An đã vượt chỉ tiêu được giao. Theo đó, thành phố Di An được Bộ Công an giao 186.364 trường hợp. Đến nay, địa phương đã kích hoạt thành công 208.611 trường hợp, chiếm tỷ lệ 111%. Dự kiến đến ngày 31 tháng 10 năm 2023, thành phố Di An sẽ hoàn thành thu nhận 100% trường hợp cấp tài khoản định danh điện tử mức 2 cho công dân. Song song đó, Ban chỉ đạo đề án 06 thành phố cũng đã chỉ đạo đôn đốc hướng dẫn các ban ngành đoàn thể và các địa phương trên địa bàn tập trung thực hiện hoàn thành các nội dung công tác mà tổ công tác đề án 06 tỉnh giao. Tình hình thu ngân sách nhà nước của Di An trong những tháng đầu năm 2023 gặp nhiều khó khăn, nhiều khoản thu không đạt tiến độ đề ra. Cụ thể, thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chỉ đạt 32,09%, thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 38,06%, thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước chỉ đạt 24,18%, thu tiền sử dụng đất đạt 38,34%. Nguyên nhân là do tình hình kinh tế khó khăn, nhiều doanh nghiệp ngưng hoạt động kinh doanh, nguồn thu ngân sách từ bất động sản sụt giảm mạnh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn hiện đang được dĩ an khẩn trương triển khai thực hiện các trường hợp bị ảnh hưởng đều được thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư theo quy định Tại buổi làm việc, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Di An cũng đã đề xuất kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét tăng biên chế cho khối hành chính thành phố, bố trí tăng kinh phí để địa phương thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, thực hiện đề án chuyển đổi số, đề án 06, đề xuất tỉnh cho thành phố vay hoặc mượn vốn từ Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh để thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với khu tái định cư Tân Bình 32 ha. Chỉ đạo các sở ngành liên quan quan tâm hỗ trợ tháo gỡ tồn tại khó khăn trong công tác giải tỏa đền bù các dự án xã hội hóa Dự án đầu tư nâng cấp các công trình giao thông cũng như bổ sung cân đối ngân sách để địa phương hoàn thành các nhiệm vụ trong năm 2023. Phó biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh võ Văn Minh đánh giá cao thành phố Di An đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện đạt và vượt nhiều nội dung quan trọng theo chương trình số 128 của Ban Thường vụ tỉnh ủy và tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm từ đầu năm đến nay. Tuy nhiên, tình hình thu chi ngân sách cũng như một số chỉ tiêu khác của thành phố vẫn còn nhiều khó khăn hạn chế, đề nghị Di An cần tiếp tục tập trung thực hiện quyết liệt hơn các giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 và những năm tiếp theo, trong đó đặc biệt là ra soát quỹ đất xã hội hóa lĩnh vực giáo dục để mạnh thực hiện đề án 06, các vấn đề an sinh xã hội cũng như đầu tư công.